Ok nè. Ok. Thì sau khi cái phần 1 là cái phần viết về Node.js với lại MongoDB đúng không? Thì mình sang phần 2 là code về con React, thì cái giao diện mình code mình sẽ code theo con này. Hôm trước mình đã chia sẻ rồi. Nhưng mà có một cái điều nữa là mình quên, đó là trước khi mình code viết cái giao diện á thì mình sẽ cần lấy data đúng không? Đó, cái bảng của mình hôm bữa mình chỉ test những cái data kiểu mình chế cho nó có thôi, nhưng mà nếu mà làm thì mình phải cần data đúng của cái con này đó. Thì sẵn thì mình sẽ quay một cái video trung gian giữa ha, trước khi qua phần 1 thì mình sẽ làm một cái video ở giữa, đó là một cái video mà mình sẽ cào lấy data kiểu là lấy data từ cái trang này về luôn, lấy chính data của nó về luôn và nạp vào DB của mình. Thì đâu đó chắc tốn khoảng một hai cái video nếu mà làm nhanh. Ok, thì mấy cái video mà hướng dẫn để mà lấy data cho website thì mình cũng đã có trên up trên cái series của mình rồi, anh em có thể tự tìm xem lại. Nên cái chỗ này á mình làm mình sẽ không có giải thích kỹ nữa nha. Sắc cơ sẽ lấy cái suộng này đi. Rồi, cái suộng mình cào cho thêm phòng trọ này. Lấy suộng này đi. Con này bỏ đi. Con này không biết khó hiểu quá. Người mò tốt dạng. Vô trong này. Git clone bash enter. Rồi sau khi có suộc rồi anh em vào đây mở code lên, biết theo cách của mình thì dễ nói hơn. Ok, sau khi mở lên thì nó như này, cái browser này có browser này, có controller cào này, URL là bắt lại cái URL bên kia vào nha. Bắt cái URL vào đây. Đúng rồi. Tiếp theo là mình sẽ calorie này, một cái hàm cào calorie này. Đó, thì đầu tiên là trình duyệt này, URL này, mở này. Vô này, truy cập vào này, chờ cho thằng này chạy xong này. Là mình sẽ chờ cho cái thằng main content này chạy xong này. Đó, viết theo như mình nó dễ đúng không? Đó, chờ cho class main content này. Mình sẽ lấy một cái ID nha, mình sẽ chờ cái ID á. Chờ thằng này chạy xong này. Sau đó mình sẽ cào cái calorie đi. Mình sẽ paste đi từ cái ông này. Rồi, ở đâu mình sẽ đi lại từ đầu ha. All collection này. Một cái div con all collection này. Div. Tiếp theo là chạy xuống cái ông như này, một cái ông div như này. Tiếp theo là mình sẽ đến cái ông url như này, ông url class này. Rồi url class này, tiếp theo là mình sẽ đến ông li, li thì mỗi url có một li rồi, mình không cần như này là chắc chắn có rồi. Thì mỗi cái element này á, tức là mỗi cái thẻ li này, mỗi cái element tức là mỗi cái thẻ li này. Rồi mình sẽ map qua data calorie, mình sẽ dùng cái element mình lấy được này, mình sẽ map qua. Mình return là cái gì? Đầu tiên mình sẽ return là cái tên này, thứ hai là mình sẽ return là cái link này. Đó, mỗi thẻ A anh em để ý này, trong này nó sẽ có thẻ A thôi. Đó, thì mình đứng ở element là một cái thẻ y đúng không? Thì mình query selector để viết như này, tức là mình sẽ tìm những cái thẻ A bên trong này.
Đó, sau khi tìm thấy thầy A bên trong á thì mình sẽ là lấy được cái href, là lấy được cái link này. Rồi tiếp theo là cái lấy href là cái link đúng không? Inner tag là lấy bên trong, thì inner tag thì mình phải lấy cái thằng này C này, thằng div có cái tên này nha, query selector, cái ông tên là div, có class name là collection name, và lấy inner tag của nó. Sau đó mình sẽ return là cái tất cả các lời, sau đó mình sẽ đóng tab. Rồi làm như thế thì mình sẽ có một đống cái calorie, thì trước tiên là mình sẽ lấy calorie trước đó, mình sẽ comment lại những cái thằng này. Rồi đó, sau này mình sẽ lock cái calorie ra. Bên đây mình có trả về nha anh em, mình có return này, mình có reserve cái hàm này ra này. Đó thì bắt đầu mình bắt đầu chạy cái thằng này, thì để kêu package.json là star này, mình sẽ gọi mm start thôi, coi thử nó chạy hay không nha. À trước khi mà đó mình sẽ sửa lại cái browser headless là không có, mình sẽ sửa là false cho nó hiện lên cái trình duyệt, cho thử mình cái nó vô trình duyệt không cái đã. Em start này chạy, nó bảo là à mình chưa tải cái thư viện thôi, em y này. Anh em đợi cho nó tải thư viện nha. Mình đang muốn lấy cái link của từng cái chương mục này cùng với lại đó là cái tên của nó. Rồi nó đang cài cái Chromium thôi. Ok, đợi ra. Ok, sau khi mà nó tải xong thư viện là mình cứ bắt đầu chạy lại nè, em start nha. Rồi nó đang chạy này, nó mở trình duyệt này. Rồi nó chạy vô cái digital work nè. Ok, cùng mở nó, thằng này nó có cái trang quảng cáo anh em ạ. Rồi em thấy gì chưa, thấy gì chưa? Đó mình đã lấy được nè, tên này, link này. Rồi bây giờ mình đã chắc chắn là thằng này nó này xong đúng không? Mình sẽ để hay là chu đi, mình sẽ đọc lock nó lock ra thôi, mình không có để mở trên việc nữa. Rồi đại khái là mình đã có được calorie rồi đúng không, và có link này. Bây giờ mình để control bấm này thì anh em sẽ thấy là mình muốn vào được cái link của nó này. Đó thì nhiệm vụ của mình là mình sẽ vào từng thằng này và mình sẽ chọt vào từng cái ông này ra cái trang detail á, thì lúc đó mình mới sẽ lấy dữ liệu. Rồi tiếp tục nào, cái này hay ho đúng không? Tiếp theo là mình đã có calorie này, sau đó mình sẽ chơi cái thằng là filter. Xong này ông sau lúc đó mình lại viết kiểu này nha, mình sẽ cho nó làm một cái vòng lặp. Đầu từ từ mình sẽ test trước đã, mình sẽ test là cào một cái thằng nó ok đã, xong mình sẽ cho vòng lặp một lần luôn. Đó thì mở lại cái thằng này, cái calorie này, index này, thì mình sẽ lấy cái thằng đầu tiên này bằng một đi. Ý, mình sẽ lấy cái thằng một đi. Mình sẽ lấy calorie một không chứ, mình sẽ lấy phần tử đầu tiên là mình test. Đây nó sẽ có một file result này, trong này là cào này, browser này, selected, quăng cái link vào đúng chưa, em thấy không? Một cái calorie như này nó có cái link đúng không, quăng cái link vào
Sau đó mình chạy vào cái hàm này. Khoan hãy viết nha, mình sẽ lock cái console log. Ở chỗ này mình sẽ để là rs. Ok, mình sẽ lock xem là cái rs nó là cái gì. Lưu lại. Sau đó chạy vào đây để sửa hàm nha, sửa hàm cách đây đây cao thì vào đây nó sẽ có ul này, nó sẽ mở một cái trang mới nè. Vào đúng cái link của cái thằng calorie đó. Đầu tiên là header data. Đây, bắt đầu mình sẽ lấy từng cái thành phần nhỏ. Thì trước tiên mình lấy á, thì mình sẽ viết một cái hàm để mà lấy cái link của những cái sản phẩm này đã. Mình sẽ viết một cái hàm nữa để lấy cái link những cái sản phẩm đó. Sau đó mình mới viết một cái hàm lấy thực sự. Thì mình sẽ copy thằng này. Thằng này sẽ đặt tên là get item nha. Cào những cái phần tử này, bỏ link vào, mở ra. Sau đó mình cũng sẽ chờ cho nó xong. Chờ cho nó log xong. Anh sẽ thấy gì không? Có một cái ID đây, mình sẽ bắt cái ID này, chờ cho thằng ID này sửa xong. While selector đâu? Đó mình sẽ chờ cho thằng này log xong. Là mình sẽ làm tiếp. Đó, chạy vào đây anh sẽ thấy là mình có một rừng cái item của mình đâu nè. Item của mình là cái này. Đây, mỗi cái div này là một cái item này. Thằng này là div cha này. Ồ, thằng này có ID luôn. Thằng này có ID luôn anh em ạ. Thằng này nó có ID luôn thì mình nhảy vô thằng này mình lấy luôn. Cho nhanh. Mình sẽ chọt vô một cái thằng div. Ờ, đây. ID là duy nhất nên mình sẽ lấy mỗi tên đó thôi. Đó, thì trong này nó sẽ có những cái thẻ div. Có class. Có class là như thế này. Mình sẽ lấy đại một cái class của nó đi. Mình sẽ lấy là grid element này. Engine C. Ok. Ủa nó bị cái gì vậy? Rồi. Ờ đâu rồi, đâu rồi, sao rồi? ID. Rồi, grid element div. Bỏ hết mấy cái này nha anh em. Đây. Mình sẽ lấy con trực tiếp của nó là div. Và có class là grid element này. Đó, mỗi thằng này với mỗi thằng này là mỗi element này. Mình sẽ lấy là item này. Item data. Không, mình để item thôi. Là bằng element mình map qua. Mỗi cái element là mỗi cái thằng div này. Chạy vào đây. Chạy vào đây nó sẽ có một thằng div duy nhất thôi. Và mình sẽ lấy đúng cái link. Thì cái link ở đâu? Cái link nó nằm ở cái image. Đây. Mình sẽ tìm một cái thẻ A. Nè, mình sẽ query selector một cái thẻ A có cái class là thằng này. Anh chọn C. Mình sẽ lấy cái link thôi nha. Đó, một cái thẻ A có cái class là thằng này. Và mình lấy là href của nó ra. Rồi, mình sẽ return cái item. Ấy. Return cái này là mình sẽ để là item nha. Mình sẽ return item này. Rồi. Được lại. Ờ, hàm này mình sẽ export ra nha. Được lại. Rồi, qua bên này. Và ứng với lại mỗi cái thằng RS thì mình sẽ chạy vào đây đúng không?
sẽ không gọi cái hàm này mà mình gọi cái hàm là scrap item. Thì thằng này mình cũng phải, thằng này mình cũng sẽ cần truyền vô cho nó là browser với lại URL à. Browser với URL đúng không? URL. URL là cái thằng selected. Chấm link thôi. Mắc gì số 0 nữa nha. Cái này mình đã 0 rồi mà. Rồi, lưu lại. Rồi, mình sẽ thử chạy nha. Em start này. Rồi, coi nó ra cái gì nào. Ồ. Token export. Ừ. Oh my god. Mình không có dùng được export, mình sẽ dùng module thôi. Đây, sẽ quăng như đây. Lưu lại. Collect. MM start. Rồi, mở tab mới. Anh em để ý này, nó lock nha. Rồi, truy cập. Tab đã đóng, mở tab mới. Rồi. Rồi. Đó, nó lấy được một mớ cái mấy cái đây, mình sẽ bấm vô một cái mình coi nữa nó là cái gì nha. Rồi, nó ra trang detail đúng không? Ổn app ha. Rồi, coi như là cái result này là cái RS này là cái mảng. Đúng ra là mình không cần thả cái gọi là link vào đây đâu. Mình sẽ return luôn cái return luôn cái thằng này luôn. Không cần phải return một cái object đâu. Đấy, như vậy thôi. Là mình sẽ return một cái mảng có những cái đường link này. Được chưa? Rồi, thì sau đó mình sẽ từ cái RS này này. Mình từ cái RS này mình sẽ làm một cái vòng loop tiếp nữa nha. Thì trước tiên mình loop thì mình sẽ là constructor này. Item, một cái item đầu tiên bằng RS. Mình sẽ test tiếp từng cái sau đó mình sẽ bỏ vòng lặp cho nó chạy đều nha. Rồi, mình sẽ lấy cái item đầu tiên là cái link đầu tiên á, cái này là cái link item đầu tiên này, sau đó mình sẽ gọi cái hàm scrap thôi. Chỗ này là con sói gì đó. Chỗ này mình sẽ sửa lại thằng này là item cho nó đúng tên nha. Rồi. Tiếp theo là mình sẽ là constructor RS bằng await scrapper này chấm scrap. Rồi, mình sẽ bỏ browser, bỏ cái trình duyệt của mình vào. Sau đó mình sẽ bỏ cái link của mình là bỏ cái item này. Đó. Lưu lại, sau đó mình sẽ vào cái thằng này mình check code tiếp. Rồi, cũng tương tự ha. Vô trang detail thì mình sẽ là chờ thằng nào để nó lock xong. Ồ, mở lên. Để xem nào. Cái này cái gì đây? Có ăn được không? Rồi, bây giờ mình sẽ xem trong này có một cái ID nào không. Rồi, đầu tiên là chờ cái body này nó ấy xong nè. Cái nap này. ID này. Không, này không cần. Main này. Đó, quan trọng là thằng này. Mình nên cần cái main này nè. Mình nên cần cái main này. Cô không cần cái main này lắm. ID product nè. Đây. Mình đang cần thằng này. Mình sẽ chờ thằng này nó lock xong.
Rồi, vỡ được một cái ID là cứ thoải mái mà chơi thôi. Tiếp theo là mình sẽ lấy từng cái. Đầu tiên là mình sẽ chọn cho cái header này để mình lấy cái gì. Mình lấy cái tên và cái này là cái gì đây? Sao nó có cái, tự nhiên nó để cái breadcrumb ở đây nhỉ? Breadcrumb crumb đây nhỉ? Mình có nên lấy cái này không? Mình sẽ lấy mỗi cái tên thôi nha. Thì cái tên này nó nằm ở H3 thôi. Rồi đầu tiên là lấy, mình sẽ gọi là lấy name. Lấy name, lấy tên sản phẩm. Rồi new page, lấy tên thì cứ chọn giống cái thẻ header này. Rồi cái element đó thì mình sẽ lấy được cái element về selector. Mình sẽ chọn vô cái H3 thôi, H3 thôi, mình sẽ return thằng này luôn. Rồi element H3 trong cái thẻ header này, lấy cái H3. Mình muốn cho chắc thì cái header này nó có class nè, mình sẽ lấy class luôn. Mình sẽ lấy một cái class thôi. Ok nha. Rồi, thằng này mình sẽ để là name product name. Name. Rồi, mình đang biết thêm một cây à. Name. Rồi thì mình sẽ nạp cái name này vào đây nha. Mình sẽ để là product name này. Rồi tiếp theo là đã lấy được tên sản phẩm rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cái gì nữa. Xuống đây chuyên mục lấy hình. Hình thì nó sẽ có vài cái hình nhỏ này, vài hình nhỏ bên dưới này, và sẽ có, để xem nào, bấm qua đây nó không có hình khác anh em ạ, nó mặc định là một cái hình. Đúng ra là bấm qua mỗi cái ô này nó sẽ có hình nữa. Thằng này không có hình nhỉ, làm sao nhỉ? Thôi tới đó mình sẽ làm cái chức năng là thêm cái variant nè, lúc đó mình sẽ nạp ảnh vào. Còn bây giờ mình sẽ lấy một cái variant thôi. Còn mấy cái thằng này mình có lấy không ra? Ồ này ngộ nha, nếu mà hết hàng nó ẩn đi nè, khi mình đưa chuột vô nó kêu unavailable này. Hai nha. Quantity mình sẽ lấy hai cái thằng này. Mấy cái variant này. Đầu tiên mình sẽ lấy ảnh đã. Nó chạy vào đây. Header ở đây mà cái ảnh của mình nó nằm ở dưới đây à. Xem nào. Mấy ảnh này nó nằm dưới đây nữa. Đây, mấy ông này là mấy ông thể div này. Có ID này.
có hình này, chạy vô ID trong này. Mình sẽ làm một cái gọi là lấy ảnh nha, lấy ảnh sản phẩm. Thì để xem nào, để lấy được cái ảnh thì ảnh đại diện nha, cái này là ảnh đại diện này. Còn tí nó sẽ có một cái ảnh lọt nhỏ sau ảnh đại diện, thì chỉ cần một cái ông thôi. Mình sẽ copy luôn thằng này, rồi đầu tiên sẽ là product, mình sẽ ghi là thumb đi, trên đây mình sẽ ghi là name thôi, rồi mình sẽ chọt vô cái ông ID này. Ui, ID đâu rồi, ID này, rồi có ID này thì trong này nó có mỗi cái hình img thôi. Thì mình sẽ là element về selector img có cái ID là như này. Còn mình sẽ không img, mình sẽ lấy theo ID. Nếu có ID thì anh em ưu tiên lấy theo ID nha, tại vì nó sẽ không sai đâu. Và ảnh á, thì anh em sẽ để xem trong này mình có lấy ảnh không. Đây mình có một cái lấy ảnh này, mình chấm vô src là được hả? RC chấm hỏi nha, kẹo lỗi à. Rồi coi như là mình lấy được một bức, một cái linh ảnh. Tiếp theo là mình sẽ lấy nhiều cái ảnh ở dưới. Mình sẽ là image. Để xem thằng này sẽ là UL. Thằng này có ID này. Thằng này cái trang này thì đỡ, đều có ID thì dễ. ID thì chỉ cần ID vào thôi. Product thumb lấy đúng ID này. Vô div vô một cái div tiếp theo là vô thêm cái div này, trong cái div này mới có nhiều cái item, thì cái div này nó có như thế này. Rồi trong cái div này nó có all item này. Rồi mỗi cái này sẽ là một cái element, trong này mình sẽ chọn vô mình sẽ lấy cái thẻ A có class name là này và lấy cái href của nó, thì mình sẽ có là element where selector mình sẽ lấy một cái thẻ A có cái class name, class name trong CSS là dấu chấm nha. Thì A viết chính như này thì tức là một cái element mà nó có cái tag name là A và nó có class là như này. Đấy, mình sẽ lấy href, sau đó mình sẽ lấy được ảnh C V đó, mình sẽ bắt ảnh vào đây. Rồi, mình sẽ lấy được cái ảnh. Xong cái khâu lấy ảnh, bây giờ mình sẽ bước đầu lấy giá này, lấy số sao này, giá nếu mà có ID thì anh em cứ chọt thẳng vào ID mà lấy cho nhanh nha. Như thằng này nó không có ID đúng không, nhưng mà thằng trên này có ID nè, chọt vào thằng này. Mình sẽ là lấy sản phẩm này,
lấy giá sản phẩm price. Trong này mình sẽ là lấy vô cái thằng ID này. Rồi mình sẽ lấy tới cái thằng spend. Spend mà có class là money. Thằng spend có class là money. Là mình sẽ lấy được giá, sau đó mình sẽ lấy được cái số sao này, cũng như là cái review với số sao này là mình tạo được nha anh em. Mình sẽ dùng user mình tạo được ha. Cái này không cần lấy. Mình sẽ lấy xuống cái list này. Thằng này có ID không? Thằng này có ID không? Mình sẽ lấy vô cái thằng deep là production your description này. Kệ đi, một cái thẻ deep. Lấy nhiều item thì anh em để ý nha, lấy nhiều item thì dùng hai cái đô la nha, lấy một item thì dùng một cái đô la nha. Cái quả này mình lấy nhiều item thì mình sẽ dùng hai cái đô la này. Chỗ này mình sẽ gọi là gì? Lấy chi tiết, lấy mô tả sản phẩm, sửa lại tên thôi. Description. Rồi mình sẽ vô một cái thằng div như này, có class là như này. Đi tiếp thôi, đi từ từ thôi. Một thằng div có class là production goal và RTE đúng không? Mình sẽ lấy một cái này thôi. Đó, trong này nó sẽ có nhiều cái element này. Hoặc không thì anh em sẽ đi từ cái thẻ form. Thẻ form này nó sẽ có class, có ID này. Ok, tới đâu rồi ta? Cái thẻ div này chạy vào thẻ LI. Rồi UL chứ, UL xong rồi tới LI. Thì trong cái thằng LI này nó sẽ có từng cái tên thôi. Rồi mình sẽ return description, mình sẽ return cái thẻ đâu, mỗi thẻ LI này luôn. Thì mình sẽ là element chấm inner text luôn, đúng không? Mình sẽ lấy element chấm inner text luôn, và nó sẽ trả về cho mình một cái mảng như thế này. Chấm hỏi này là mấy cái này để optional training để khỏi bị lỗi giữa chừng ha. Rồi lấy mô tả sản phẩm xong, bắt đầu mình sẽ lấy tới cái này. Đây nó sẽ có ba cục này, cục này, cục này, cục này. Nó có tên là radio wrapper, đều có tên radio wrapper và product form item cả. Tất cả là mình sẽ có ba thằng này. Và anh em để ý là ba thằng này nè, nó nằm dưới cái thằng form này. Rồi mình sẽ đi từ thằng form xuống. Engine C. Để xem. Thằng này mình sẽ ghi là lấy option hả, lấy variant đi. Variants. Để xem nào.
mình sẽ đi từ cái form, đi từ cái thẻ form này có class là proxingo này, proxingo này, sau đó mình sẽ lấy cái thằng nào mà có là product form item này. Anh em để ý là thằng tên này không có đúng không, nó sẽ là product form item này. Ok, mình sẽ vô cái thằng div nào mà có cái tên là product form item. Thì mỗi thằng này á, mình bắt đầu mình sẽ lấy này, đầu tiên là internal này, được chưa, mình sẽ lấy cái internal là lấy cái label này. Rồi cái này thì lúc này mình sẽ trả về một cái object này, đầu tiên là cái label này, label này nó sẽ là element.query selector này, một cái thẻ span này có class này, à thẻ label, à thẻ label này có class này, lấy inner text của nó. Rồi tiếp theo là mình sẽ lấy field set, thằng này nó sẽ có gọi là single function c này. Thằng này nó có một cái input trong này nè. Ồ hay nhờ, nó đè input lên này để nó lấy value à. Mình sẽ chọc vô field set và mình lấy ba thằng này. Constructor này, field này bằng await new base element. Cái new base của mình là cái gì nãy giờ nhá, à cái trang của mình thôi. Mình đang có là nhiều item trong này, mình có một cái là query selector o này, ôi luôn trong này nên để cho mình là variant này. Mình sẽ lấy thử thôi, không được thì mình sẽ sửa lại. Nó sẽ có là element chấm này query selector o. Rồi sẽ lấy vô cái ông nào mà có label 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 label, mình sẽ lấy cái thẻ label thôi, label. Đó thì như cái này thì nó sẽ trả về cho anh em một cái mảng này, thì mình nghĩ là cái mảng thôi. Rồi lúc này chỗ này mình sẽ constructor này, variant bằng đây, sau đó mình sẽ là for này, let variant of variant constructor values values bằng một cái mảng rỗng này, sau đó mỗi thằng này mình sẽ là value, mình sẽ boost vào, mình sẽ boost cái gì, mình sẽ boost cái inner text của nó vào.
đó là mình sẽ boot là variant này. Mỗi cái variant là tương ứng với là một cái thẻ label này. Mình sẽ là inner text. Đó, thì cái variant lúc này mình sẽ để là nó là value này. Ok chưa? Rồi, tương ứng với là ba thằng khác. Tiếp theo là add to cart mà không cần. Ok, thì để mình xem thử là mình lấy được cái cục này chưa nhá. Cái đoạn sau này mình sẽ dừng lại. Đoạn này mình sẽ comment lại. Alo chị. Ok. Ok, thì để mình chạy mình test thử là nó có ăn không nha. Bây giờ mình sẽ lock cái RS này ra. Cái RS này là cái gì? Cái RS này là cái đây này, scrap data mà cái mỗi lần mình cào xong mình đều gán vào cho cái object này á, thì nó sẽ trả về. Rồi bây giờ mình sẽ chạy lại cái thằng này. Lần này nó sẽ chạy hơi lâu tại vì nó sẽ nạp cho tới bao nhiêu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cái link lận. Nên em đợi ha. Rồi. Bắt đầu cũng quay cẩn rồi đó. Rồi. Đó, nó vô được cái smartphone này nè. Rồi. Đây, nó lấy được cái name này, lấy được cái thumb này, lấy được cái image này. Cái file này chưa lấy được này. Cái description cũng lấy được này. Cái variant đâu rồi? Từ nha, cái variant mình chưa thêm rồi. À, mình chưa thêm thằng này vào. Chuyển C này. Chuyển V. Mình sẽ thêm một cái gọi là variant. Rồi, còn một cái nữa là cái giá. Tại sao cái giá không lấy được? Spendmoney.src này nè. Cái này mình phải là inner text ha. Rồi, lưu lại. Ok, bây giờ mình sẽ chạy lại. Rồi, chờ nha. Cứ chờ thôi. Cái quả lấy này mình phải ngồi chịu khó một tí ha. Về sau mình chỉ cần một cái chạy cái hàm này lên là xong. Nhưng mà lúc đầu thì phải dò từng cái dòng một ha. Rồi, nó chạy vô cell phone rồi, chạy vô smartphone rồi. Rồi, anh em thấy là mình đã lock được cái này, lock được cái giá này. Rồi, lock được cái variant này. Cái variant con này mình chưa lock, chưa thấy nha. Ờ, nó để array. Để array à. Để xem nha, mình sẽ thử viết hàm luôn nha. Viết vào một cái file luôn đi. Ok, mình sẽ tạo một cái file đặt tên là ecommerce.json đi. Rồi, mình sẽ đặt sẵn một cái file như này. Trong này mình sẽ để là ecommerce. Rồi, ecommerce.json đúng không? Đúng chưa ta? Rồi, đúng tên file rồi. Nếu mà có error thì lock error, còn nếu không có error thì thôi, mình sẽ lock mình sẽ ghi cái RS này vào. Đó, để trong này thì cách tốt nhất để mình xem thử là có hay không. Mình sẽ không lock thằng này nữa. Rồi. Close. Chạy. Ok, mình sẽ thử là nó có ghi trong cái e-commerce hay không.
Rồi, nó ghi là theo là không, tức là nó chạy tới cái này rồi, không có lỗi. Vô e-commerce, nó sẽ thấy một cái cục như này. Sẽ là Ctrl Ctrl S. Anh em bấm Ctrl S nha, thì nó sẽ tự format lại thằng này cho mình này. Đó. Đó, thấy gì chưa? Anh em thấy gì chưa? À, nó bị miss cái thằng color này này. Nó miss cái thằng color, tức là nó lấy rồi nhưng mà nó lấy luôn cái thằng label á. Rồi, mình đã biết là mình đã lấy được data đúng không? Bây giờ mình còn chọn A này, mình delete này. Đó, để lại cái file này trống nha. Rồi, comment thằng này lại. Đó, để luôn chứ. Để mình coi thử mình cào được data rồi. Còn cái dòng này solid. Để nó rác thôi. Cái này solid. Rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển tiếp tới đây rồi đúng không? Còn một cái gọi là cái label trên này, mình sẽ lấy cái fill set này, mình chạy vô nha. Nó đâu rồi, cái chỗ mà lấy variant đâu? Mình sẽ là fill set, chọn vô con của label, cái label mà con của fill set á. Lúc này mình sẽ không bị trùng với lại cái thằng label ở ngoài nữa. Đó, mình sẽ không trùng với lại cái thằng bên ngoài nữa, nó sẽ không lấy cái thằng ngoài này nữa. Ok nha. Rồi, tiếp theo là mình sẽ lấy tới cái dưới này. Ở dưới này là nó sẽ là một rừng những cái link này. Đó, mình phải vô từng cái thằng này để mình lấy. Thì đầu tiên mình sẽ lấy là tab information. Ok nè. Rồi nha, thì cái này á là mình sẽ gọi là lấy information nha. Mình sẽ ghi là gì? Lấy thông tin này. Lấy thông tin sản phẩm nha. Rồi, trong này thì để lấy thông tin sản phẩm á thì mình sẽ dùng cái thằng này luôn. Trên V này. Rồi, tiếp theo chỗ này mình sẽ để là information. Rồi, trong information thì mình sẽ chọn vô cái đi là tab information. Ok, trong này mình sẽ chọn vô cái thằng tab information nha. Ok. Ok nè, thì cái tab information này mình sẽ chọn cái gì? Đây coi nào. Trong này mình sẽ có UL này. UL và một cái thẻ div. Đầu tiên mình sẽ chạy vô UL cái đã. Mình lấy những cái thằng này. Nó có href này. Size này. Ngộ nha. Nó có href size này. Bấm qua size thì nó sẽ ra cái thằng này. Để xem nào, còn cái href là delivery. Mình cũng sẽ qua cái new tab à. Ok nha. Để mình xem thử là. Rồi, cái này cũng sẽ là những cái link thôi. Đầu tiên mình cũng sẽ lấy link. Mình sẽ bắt chước là lấy những cái link sẽ từng sản phẩm nha. Công việc đầu tiên là lấy cái link ra. Mình sẽ chọn vô tab information. Sau đó là vô UL và LI. Chạy vô UL. Sau đó là chạy vô LI.
là LI là cái element này, trong LI này mình sẽ lấy thì ahref. Mình chỗ này mình sẽ để là link link này, những cái link này thì trong này mình sẽ return là gọi là element chấm query selector thì a này chấm href này đó, thì thằng này á nó rồi thằng information này á, nó đang gọi là một đống những cái link này. Thì bây giờ mình sẽ chạy vô từng cái link và mình sẽ lấy cái thằng này panel này ul ở đâu còn có cái này nữa, qua bên này thì nó để xem nào. Trong này có gì nào? Trong này có toàn thêm B thôi. Ok, mình sẽ lấy inner text của cái thẻ này luôn nha. Mình sẽ lấy inner text của cái thẻ này. Thì mình cũng phải chạy vô từng cái tab. Sau đó mình sẽ đóng tab. Mình sẽ là chỗ này này, mình sẽ await phải chạy vô một cái tab mới. Mình sẽ truy cập vào URL đó, mình sẽ làm lại cái thao tác này. Làm lại cái thao tác này nha. Mình sẽ là có cái mình sẽ làm một cái vòng lặp. Let for này. Let link này off information này. Rồi. Vào đây. Bắt đầu chạy vào từng cái bit này. Những cái bit con mình sẽ để là bit 1 nha. Tạo một cái trang mới, sau đó mình sẽ đi vào cái link là đi vào cái bit này. Bit 1 này. Đó, mình sẽ đi vào cái link này. Rồi, sau khi chờ cái link này lock xong á, mình sẽ chờ cái ông thằng này chắc chắn phải có một cái ID. Chắc chắn phải có một cái ID, mình sẽ chờ ông này lock xong này. Rồi. Đó, ông đó lock xong rồi, mình sẽ chọt tới mình sẽ lấy cái ông là tab panel này. Đó, mình sẽ lấy cái thẻ deep. Thằng này sẽ là Sabano UL. For từng cái link này, mở cái link này. Mình sẽ lấy như này, Ctrl C. Chạy qua đây. Rồi, mình sẽ lấy đầu tiên là cái này mình sẽ lấy ULLI này, nó có thể A này. Mình sẽ có A inner text này. Thì chỗ này mình sẽ lấy như này. Mình sẽ để làm title hả?
mình sẽ để là info, information này là information là mình sẽ lấy là element này chấm query selector này. Cái này return gì đây? Này là tên của cái hàm này, trong này mới đúng. Information này. Bây giờ mình sẽ để, rồi mình sẽ để là xem nào, cái này mình sẽ để là inner text. Rồi thì sau đó mình sẽ để là linker thì lấy cái này. Rồi sau này mình map qua thằng này á thì ông này ông sẽ đi vào cái gọi là cái này mình sẽ để là information đi đó, thì cái link nó sẽ là chấm vô nha, chấm này mình sẽ là information này, chấm vô link này. Rồi trong này mình sẽ để là cái brightness, trong này là price, cái này mình sẽ để là ở ngoài này information. Constant này, data info bằng một cái object này, trong này mình sẽ là data info này, mình sẽ cài cái thằng information này chấm information này, là lấy cái này này làm key này, gắn vô thằng này, trong này mình sẽ chọt vô cái ông đây, ông tab panel đây, à ông có ID là sai này. Từ từ. Ủa mấy cái này có hết mà. ID payment này. À mấy cái này có sẵn. Trời ơi làm này dơ. Có sẵn thì mình không cần link đâu. Ngáo. Sorry. Mỗi cái element là cái thẻ li, không mình sẽ chọn vô cái tab tab information thôi, một ông thôi. Rồi mình sẽ là lấy một cái element thôi. Rồi cái ông tab information này ạ. Trong này mình mới gọi là đi get constructor này. Cái mấy cái title này. Mấy cái title sẽ bằng element.query selector này.
Rồi, trong này mình sẽ lấy tới cái ông đã mất tiêu rồi. Đây, tab information. Mình sẽ tìm tới cái lợi mà bên trong UL này. Đó, mình sẽ tìm những thằng lợi mà có con của UL, tìm đến bên trong phạm vi của cái thằng tab information. Rồi, thằng này nó trả về một cái node list. Lúc qua thằng này để lấy ra những cái constructor for, không thì mình sẽ dùng cái thằng kia để mình lấy hai cái liên tiếp đi, hai lần đi, khỏi dùng for cho thằng này cũng được. Đó, mình sẽ chạy thẳng vô thằng lợi này, mỗi cái element này á mình sẽ trả về cái đâu rồi, mỗi cái thằng lợi này nó có thẻ A inner text này, mình sẽ trả về cái này thôi. Rồi, cái này nó sẽ có tên là information title. Rồi, tương tự mình sẽ đi lấy, mình sẽ lấy từng cái cụ kia, cụ lên kia lên C trên V. Đầu tiên mình sẽ lấy cái ID là dash. Đó, mình sẽ lấy cái desk ID là desk luôn ID là description luôn. Trong này có cả UL này. Cái description lúc nào cũng có UL à? Để mình xem nào. Sẽ mình bấm vào đây như thế nào. Đúng rồi, cái description lúc nào cũng có UL này. Tab information lúc nào cũng có UL, có scan name là spec. Rồi, element trong này mình sẽ constructor specs bằng element chấm query selector all này. Thằng UL có class name là spec, chạy tới thằng LI for let spec of spec. Mình sẽ làm gì? Mình sẽ lấy inner text của cái thằng element. Trước đó là mình phải là this. Constructor tên đi this đi bằng một cái mạng đi. Ok, tiếp theo là mỗi cái thằng này mình sẽ boost thằng tên this, mình sẽ boost vào thôi, boost cái element chấm inner text, tại vì element là mỗi cái thẻ lợi mà. Rồi, mình sẽ boost vào như vậy ha, mình sẽ boost cái spec chứ spec vào thì lúc này á mình đã có cái thằng này rồi. Tiếp theo là mình sẽ chạy vô cái desk, thằng desk này là một đống thẻ B, mình sẽ lấy cái inner text của nó luôn đi, hoặc là mình vẫn làm như cũ,
chỗ này mình sẽ sửa lại là tem spec. Rồi tương tự chỗ này mình sẽ sửa lại là desk, cái này là tem desk nè, tem desk. Chỗ này mình sẽ tìm cái DSC này, trong này mình sẽ chọn vô cái thẻ B này, đó mình sẽ lấy inner tag của mỗi thằng. Rồi cuối cùng là mình sẽ return cái gì, mình sẽ return là một cái object nó sẽ có spec. Là cái tem spec và cái death là tem death description. Rồi tiếp theo là mình sẽ gắn cái death này. Engine C, Engine V. Rồi lại tiếp theo là sẽ chiến cho cái thằng size. Thằng size này nó chỉ có một cái h2 với lại một cái thẻ B thôi, hai cái thẻ B trong này có inner tag thôi. Ok nha. Rồi bây giờ mình sẽ tìm vô cái thằng id là size ha, copy thằng này. Rồi mình sẽ lấy vô cái gọi là size. Size object. Trên này mình có desk, ở dưới này mình cũng có desk. Cái desk này có add nè. Thằng này mình sẽ là DSC nè. DSC nè, có S nè. DSC này. Để xem nào. Chỗ này mình sẽ sửa lại là size này. Size này. Size này. Ô từ. Size này. Ok, bây giờ vô trong này. Trong cái size này sẽ có h2 với lại thẻ B thôi. Thì bây giờ mình sẽ tìm selector này. Mình sẽ để là h2 này. Element tìm đúng cái thằng h2 thôi. Chấm inner tag luôn. Rồi, mình sẽ lấy cái thẻ B. Cái thẻ B thì bỏ cái thằng này đi. Bỏ thằng này đi. Mình sẽ lấy là cũng death đi. Này nó trong hàm mới mà. Thằng death này ở bên trong này nó không bị sao đâu. Nó sẽ lấy vô cái thẻ B thôi. Tìm cái element chấm thẻ B này. Rồi death này có S này. Chỗ này mình sẽ để I này. Để S. Chỗ này mình sẽ để I này. Rồi trong này mình sẽ để là, nó là một cái đoạn text. Trả về bằng cái mảng đi. Có h2 này, bên này là tem desk này. Rồi xong rồi đó. Rồi nạp vô thằng size là xong. Bây giờ mình sẽ làm tiếp qua cái thằng này.
nhiều nha. Tiếp theo làm tới cái ông cái ID là delivery này. Ông này ông sẽ có H2. H2 này. H2, H5. Thôi, mình sẽ lấy cái inner tag của cái thằng này làm cho nhanh nha. Ctrl C, Ctrl V này. Cái này mình sẽ là delete này. Delivery này. Cái nó cần là bổ sung vitamin bốn cặp với Ờ, chỗ này mình sẽ là ở ngoài thằng này luôn. Đó, mình sẽ tìm vô cái thằng gọi là delivery này. Đó. Trong này mình sẽ return luôn. Return cái element chấm inner tag luôn đi. Cho màu nha. Tương tự như hai thằng dưới luôn. Lười quá. Vô trong này là bay mình này. Đây là sửa Thằng này mình sẽ sửa lại thôi. nó cũng một số hiệu dưỡng lại cho mẹ tao Bay mình này. Tiếp theo là đó, thằng cái cuối cùng protein là tăng thì thằng nó chắc gì đâu trời, custom nó mỗi đàn luôn mà overview. nó có vitamin chất gì đâu. Ờ, cái này là comment. Comment thì mình tự viết, cái này không cần. Ok. Vậy đi. Rồi, bây giờ mình sẽ thử lại. Nhưng mà lấy được hết nha, không bị lỗi hả? Ok, anh em đợi cho anh lấy nha. Thì quá trình lấy nó như nãy giờ thôi. Giờ lần này nó sẽ lấy hơi lâu xí. Ok nè, nó chạy tới cái thế nào ta thành công này. Mình sẽ vô e-commerce này, anh em sẽ thấy cái dòng này. Đúng không? Đó, anh em ở đây. Để một cái chỗ này này, bấm nhau vô cắt ra, xong nhau lưu xóa lại, xong bấm Ctrl S. Đó, là nó sẽ về lại nha, nó sẽ format cho mình. Nhớ là anh em cài đặt format on site nha, on save nha. Rồi, đây nha. Nãy mình làm tới này mình lại ổn đúng không? Tiếp theo là description này. Spec này. Cái dash này mình không lấy được này. Đây, anh em thấy mình lấy được cái inner tag của nó này. Đó, inner tag này ok hả? Mình nên lấy inner tag nha. Hay là mình sẽ lấy cái tag content nha. Nó có một sự khác nhau là inner tag với tag content á. Mình sẽ có là tag content HTML. Hai cái đó sẽ có sự khác nhau nha. Hình như inner tag là tính dấu cách, còn tag content nó không tính dấu cách thì sao? Đây mình sẽ try yourself nè. Mình sẽ thử try yourself nè. Ờ, đây nhá, copy với t này. Đó, nó inner tag ra nó ra copy với t này. Giả sử chỗ này mình cách 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 xong mình enter enter. Đó, mình run này. Anh em thấy không? Run nó vẫn ra copy này. Còn giả sử như mình dùng cái gọi là chỗ này mình sẽ thay bằng inner tag đi. Em phải làm sao mà về lại tác phẩm, Đó, mình về run lại này. tác phẩm mình phải lấy sao mà Ờ, nó vẫn như cũ nha. Trong này không test được. Cái dash này không lấy được. nhưng mà như là dẫn chứng Đúng ra là mình đó nên như này. không thì cái đó là không nói Comment hàng này lại. đúng rồi khúc chỉ như khúc đầu
Cái này mình quên thêm vô nha. Cá luôn à, 4-5 cá luôn à. Sai. This. Chỗ này anh em sẽ để cho mình là Conster Delivery với payment nha. Rồi. Sau đó là không, viết thêm cho mình thêm hai cái nữa. Nó sẽ có, đây là desk này. Cái này sẽ là size này. DS này, sai này. Rồi mình sẽ lấy trang này luôn. Sau đó mình sẽ boost là scrap data chấm information bằng đó, mình sẽ để là cái key đầu tiên là mình sẽ lấy cái information title này. Rồi bằng cái gọi là desk. Cái thứ hai là information, nó là cái mảng mà một hai ba, thằng này sẽ là size, thằng này sẽ là delivery, thằng này sẽ là payment. Rồi lưu chạy lại nào, coi thằng này lấy được không. À mình sẽ thử một cái gọi là content, text content nha. Mình sẽ thử text content. Hai cái tag content, hai cái inner tag. Ok. Chạy. Đợi ha. Rồi, lấy data thành công, chạy vào đây. Chấp lại hả? À nãy mình quên xóa nha. Chụp trong cho con đi sao. Này quên xóa mất tiêu rồi. Đây, cái description này. Đầu tiên có description này. Tức ra là mình lấy được nha anh em. How about that? Nó có cái gọi là how about that ở cuối á. Đây, đúng rồi, vậy là lấy được hết rồi. Còn cái sạc nờ này ok nha. Cái tích content này nó test đồ như nhau nha. Thôi vậy đi, có được rồi. Ok thì bây giờ mình sẽ sửa lại cho nó con chuẩn A này, sẽ delete này, mình sẽ lấy full data cho con này. Ok để lấy full data thì cái quả này xóa đi đúng không? Rồi quả này để comment lại cũng được. Bây giờ cái này là mình đang lấy vô từng cái này, thì bây giờ mình sẽ làm một cái vòng lớp này. Ok calorie này chấm forest này
forex nè, mỗi cái calorie nè. Đó, mỗi calorie thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ chạy vô chỗ này, mình sẽ là calorie này, mình sẽ lấy cái link này, thằng này mình sẽ là asin này. Rồi mình sẽ asin nó, chờ nó chạy lấy item, sau đó là có item mình sẽ item mình lại forex tiếp nữa. Forex chỗ này sẽ có item này, tiếp tục là chỉ một item này thử nha. làm cái này nó mới hài. Em ghi nè, đây là cái asin này, em giới thiệu luôn, em chụp cái này asin này. Rồi em chụp cái bữa ăn đó, rồi em ghi vô đây luôn đó luôn đó, thì bây giờ sau khi nó nó làm xong á, nó sẽ viết vô trong này. Đúng rồi, đúng rồi. Đó, em nhấn mạnh vô. Nè, đầy đủ tất cả vitamin khoáng chất đầy. Và nó kiểu như là người ta nghiên cứu một cái tỷ lệ kiểu như là để đáp ứng cái viết vào cái file này. Đó, mỗi lần mà nó xong thì nó sẽ viết vào file ecommerce.json này. Nó viết cái viết cái object là category này. Rest. Ok. Để xem nha. Mình chạy thử là nó ăn không nha. Rồi mọi người đợi cho nó chạy nha. Ok anh em, thì để chạy một lượt thì nó bị bắn lỗi nha, tức là đâu đó mà cái này này mình thử lock ra thì nó không chạy được cái này luôn, tương tỏ là cái việc mà mình lòng trong cái thằng forex này là không xài được nha. Đó thì tại vì bây giờ quá giờ của mình rồi, thì để mà làm tiếp cái này thì mình để video sau nha. Thì trước mắt thì cái việc mà lấy từng cá là mình lấy được đúng không, lấy ổn rồi. Bây giờ quan trọng là mình gợp để chạy một lần một thôi. Đó, nó đang gặp cái lỗi này, thì để video sau mình sẽ ngồi fix lại nha. Ok, thì video này tới đây thôi.